Môn Đà La Ni Bồ Đề Tâm, Môn Đà La Ni Khởi Bồ Đề Tâm, Môn Đà La Ni Trợ Bồ Đề Tâm, Môn Đà La Ni Các Nguyện, Môn Đà La Ni Các Hạnh, Môn Đà La Ni Thần Thông, Môn Đà La Ni Xuất Ly, Môn Đà La Ni Tổng chỉ Thanh Tịnh, Môn Đà La Ni Trí Luân Thanh Tịnh, Môn Đà La Ni Trí Họa Thanh Tịnh, Môn Đà La Ni Bồ Đề Vô Lượng, Môn Đà La Ni Tự Tâm Thanh Tịnh thiện nam tử ta chỉ biết môn bát nhã ba la mật phổ trang nghiêm này như các đại bồ tát tâm rộng lớn đồng cõi hư không vào nơi pháp giới phước đức thành tựu viên mãn trụ pháp xuất thế xa hạnh thế gian mắt trí huệ thanh tịnh quán khắp pháp giới huệ tâm rộng lớn như hư không tất cả cảnh giới thảy đều thấy rõ đắc được bậc đại quang minh tạng vô ngại khéo phân biệt được nghĩa tất cả các pháp thực hành hạnh thế gian mà chẳng nhiễm pháp thế gian hay lợi ích cho đời mà chẳng bị thế gian phá hoại khắp làm chỗ nương tựa cho tất cả thế gian biết khắp tâm hạnh của tất cả chúng sinh tùy sở ứng mà vì họ nói pháp đối với tất cả mọi thời luôn được tự tại mà ta làm sao biết được nói được những hạnh công đức đó thiện nam tử ở hướng nam này có một cõi nước tên là tam nhãn ở đó có vị tỳ kheo tên là thiện kiến người đi đến đó hỏi bồ tát làm thế nào học bồ tát hạnh tu bồ tát đạo bấy giờ thiện tài đồng tử đảnh lễ từ hạnh đồng nữ đi nhiễu quanh vô lượng vòng đến mộ chiêm ngưỡng rồi từ tạ mà đi